chút nữa con xin, đúng không? Đúng. Mẹ lên đi rồi con xin lỗi mẹ, đúng không? Không đúng. Không đúng hả? Vậy mẹ lên đi rồi con xin lỗi mẹ, đúng không? Không đúng. Chứ sao? Vậy kêu Pikachu xin lỗi nha. Nha. Rồi. Mẹ lên đi để kẹo kêu Pikachu xin lỗi nè. À, Pikachu hư hả? Vậy Pikachu hư thì Pikachu có bị đòn không? Có bị đòn. Vậy hả? Ba đây, ba một hôm kìa. Ba nó làm cái chụp tu kì. Ô bi, đâu? Pikachu đâu? Không có đầu đâu. Đâu mà? Không có đầu đâu. Rồi. Nhẹ thôi ba. À, nhẹ rồi. Nhẹ thôi, không ai có chu đâu á. Trời ơi. Ừ, nhét